Phẩm Bồ Tát Ca Diếp, phẩm thứ 12, phần 4. Thiện nam tử, Như Lai lại có những lời tự ý nói ra. Như nói tánh Phật của Như Lai có hai loại, một là có, hai là không. Nói có, đó là như 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 lực, 4 vô sở úy, 3 niệm xứ, đại từ, đại bi, vô lượng tam muội như tam muội thủ lăng nghiêm, vô lượng tam muội như tam muội kim cang, vô lượng tam muội như tam muội phương tiện, vô lượng tam muội như tam muội ngũ trí ấn, như vậy gọi là có. Nói không, đó là như những nghiệp nhân thiện, bất thiện và vô ký, cùng những quả báo phiền não năm ấm 12 nhân duyên của Như Lai trong quá khứ, như vậy gọi là không. Thiện nam tử, như những pháp có không, thiện bất thiện, hữu lậu vô lậu, thế gian chẳng phải thế gian, thánh chẳng phải thánh, hữu vi vô vi, thật chẳng thật, vắng lặng không vắng lặng, tranh chấp không tranh chấp, thế giới chẳng phải thế giới, phiền não chẳng phải phiền não, chấp giữ không chấp giữ, thọ ký không thọ ký, hiện hữu không hiện hữu, ba đời chẳng phải ba đời, hợp thời không hợp thời, thường vô thường, ngã vô ngã, lạc vô lạc, tịnh vô tịnh, sắc thọ tưởng hành thức chẳng phải sắc thọ tưởng hành thức, các nhập bên trong chẳng phải các nhập bên trong, các nhập bên ngoài chẳng phải các nhập bên ngoài, 12 nhân duyên chẳng phải 12 nhân duyên. Những pháp đó gọi là hai loại có không trong tánh Phật của Như Lai, thậm chí hai loại có không trong tánh Phật của hạng nhất Xiền Đà cũng là như vậy. Thiện nam tử, tuy Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng chúng sanh không hiểu được những điều Phật tự ý nói ra như vậy. Thiện nam tử, lời nói như vậy, vị Bồ Tát thọ thân sau cùng còn chưa hiểu nổi, huống chi hàng nhị thừa và các Bồ Tát khác. Thiện nam tử, có lần tại núi Kỳ Xà Quật, ta cùng với Bồ Tát Di Lặc luận bàn chân lý tương đối của thế gian, Xá Lợi Phất và 500 vị thanh văn, nghe những điều ấy mà không hiểu gì cả, huống chi là chân lý tuyệt đối xuất thế. Thiện nam tử, có tánh Phật mà kẻ nhất thiện đẻ có, nhưng người có căn lành lại không có. Hoặc có tánh Phật mà người có căn lành có, nhưng kẻ nhất thiện đẻ lại không có. Hoặc có tánh Phật mà cả hai hạng này đều có, hoặc có tánh Phật mà cả hai hạng này đều không có. Thiện nam tử, các đệ tử của ta, nếu hiểu được nghĩa của bốn trường hợp ấy, thì không nên cật vấn rằng hạng nhất thiện đẻ nhất định có tánh Phật hay nhất định không có tánh Phật. Nếu nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đó là lời của Như Lai tự ý nói ra. Lời của Như Lai tự ý nói ra, làm sao chúng sanh lại cứ một mực muốn hiểu thấu? Thiện nam tử, như dưới sông Hằng có 7 loài chúng sanh. Một là loài thường chìm sâu, hai là loài tạm nổi lên rồi lại chìm, ba là loài nổi lên rồi ở yên trên mặt nước, bốn là loài nổi lên rồi nhìn quanh bốn phía, năm là loài nổi lên nhìn quanh rồi đi, sáu là loài đi rồi đứng lại, bảy là loài đi cả dưới nước và trên cạn. Loài thường chìm sâu là những cá lớn, thọ nghiệp ác lớn, thân thể nặng nề nên ở dưới sâu, vì thế thường chìm, tạm nổi lên rồi lại chìm là những loài cá lớn ấy, vì thọ nghiệp ác nên thân nặng nề phải ở chỗ cạn, tạm thấy ánh sáng, nhân ánh sáng mà tạm nổi lên, nhưng vì thân thể nặng nề nên chìm trở lại. Nổi lên rồi ở yên trên mặt nước làm loài cá chỉ di, ở chỗ nước cạn ưa thấy ánh sáng cho nên nổi lên rồi ở yên, nhìn quanh bốn phía là loài cá tích, vì tìm thức ăn, mắt nhìn bốn hướng cho nên nhìn quanh bốn phía. Nhìn khắp rồi đi là loài cá tích ấy, khi nhìn thấy những vật đằng xa cho rằng đó là vật có thể ăn, liền nhanh chóng đi đến cho nên nhìn khắp rồi đi. Đi rồi lại đứng là loài cá ấy, khi đi tới nơi và đã tìm được món ăn liền dừng lại cho nên đi rồi lại đứng. Đi cả dưới nước và trên cạn là loài rùa. Thiện nam tử, trong dòng sông Đại Niết Bàn vi diệu này cũng có 7 loài chúng sanh, từ loài thứ nhất thường chìm sâu cho đến loài thứ 7 khi chìm khi nổi. Thường chìm sâu là chỉ những người nghe được trong kinh Đại Niết Bàn này có những điều như Như Lai là thường trụ, không hề biến đổi, thường lạc ngã tịnh, không dứt bỏ tất cả mà vào Niết Bàn. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Những kẻ nhất thiện đè phỉ báng kinh Phương Đẳng, làm 5 tội nghịch, phạm 4 trọng cấm, thảy đều sẽ thành đạo Bồ Đề, hàng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Phật Bích Chi, thảy đều sẽ được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nghe được những điều ấy rồi, những người ấy sanh lòng chẳng tin, liền khởi lên suy nghĩ rồi nói ra rằng kinh điển Niết Bàn này là sách ngoại đạo, không phải kinh Phật. Bấy giờ những người ấy lìa xa bạn lành, không được nghe chánh pháp, hoặc có khi được nghe nhưng không thể suy xét, hoặc có suy xét nhưng không suy xét pháp lành, vì không suy xét pháp lành nên sống theo pháp ác. Người sống theo pháp ác ắt có 6 điều, một là xấu ác, hai là không có điều thiện, ba là pháp ô nhiễm, bốn là tăng thêm nghiệp hiện hữu, năm là phiền não nóng nảy, sáu là nhận chịu quả ác, như thế gọi là chìm sâu.
Vì sao gọi là chìm sâu? Vì không có tâm lành, thường làm việc ác, không tu tập các pháp đối trị tâm ác nên gọi là chìm sâu. Gọi là xấu ác vì làm những việc bị thánh nhân quở trách, vì lòng sanh lo lắng sợ sệt, vì bị người hiền lành tránh xa, vì không làm lợi ích gì cho chúng sanh, vì thế nên gọi là xấu ác. Gọi là không có điều thiện vì làm những việc có thể sanh ra vô số quả báo xấu ác, vì thường bị vô minh vây phủ che lớp trói buộc, vì ưa thích làm bạn với kẻ xấu ác, vì không hề tu tập các phương tiện lành, vì tâm điên đảo thường sai lầm lẫn lộn, vì thế gọi là không có điều thiện. Gọi là ô nhiễm pháp vì thường làm ô nhiễm thân và miệng, vì làm ô nhiễm những chúng sinh trong sạch, vì làm tăng thêm những nghiệp bất thiện, vì lìa xa các pháp lành, vì thế nên gọi là ô nhiễm pháp. Gọi là tăng thêm nghiệp hiện hữu vì những việc làm thuộc ba điều trên có thể làm tăng thêm những nghiệp hiện hữu trong các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, không thể tu tập giáo pháp giải thoát. Ba nghiệp thân miệng ý không biết chán lìa mọi cảnh hiện hữu, vì thế nên gọi là tăng thêm nghiệp hiện hữu. Gọi là phiền não nóng nảy vì làm tất cả những việc thuộc bốn điều như trên có thể khiến cho thân tâm đều sanh ra phiền não nóng nảy, lìa xa cảnh vắng lặng an tĩnh nên gọi là nóng nảy, lãnh chịu quả báo địa ngục nên gọi là nóng nảy, thiêu cháy chúng sanh nên gọi là nóng nảy, thiêu cháy các pháp lành nên gọi là nóng nảy. Thiện nam tử, những người như thế không có đủ lòng tin trong sạch mát mẻ nên gọi là nóng nảy. Gọi là nhận chịu quả ác vì những người này đã làm đủ những việc thuộc năm điều vừa nói trên, sau khi chết phải đọa vào các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thiện nam tử có ba việc ác cũng gọi là quả ác: một là việc ác do phiền não, hai là việc ác do nghiệp lực, ba là việc ác do quả báo. Như thế gọi là nhận chịu quả báo xấu ác. Thiện nam tử, những người này đã làm đủ những việc thuộc sáu điều như trên có thể giết mất căn lành, làm năm tội nghịch, phạm bốn trọng cấm, phỉ báng tam bảo, lạm dụng tài vật cúng dường trực tiếp cho tam bảo, làm mọi việc trái với chánh pháp, vì nhân duyên ấy phải chìm đắm trong địa ngục A Tỳ, thọ thân hình to lớn ngang dọc đến 84.000 do duyên, vì nghiệp thân khẩu tâm của những người này rất nặng nên không thể ra khỏi địa ngục. Vì sao vậy? Vì tâm họ không sanh pháp lành, dù có vô lượng chư Phật ra đời họ cũng không nghe không thấy, như thế gọi là thường chìm sâu, cũng như những con cá lớn dưới sông Hằng. Thiện nam tử, tuy ta có nói rằng những kẻ nhất xiền đè thường chìm sâu, nhưng cũng có người thường chìm sâu mà không phải nhất xiền đè.